ready to go. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe our community thrives when we come together. That is why we thank you for joining us each week on channel 56.10 and on Wednesday morning on channel 14.2. This is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. Today we have three very special guests. We have V from the Vietnamese Catholic Student Association and Father Kit on the show. Julia, kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay Julia có mặt với cha Kiệt với Thường Vi trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện chi tiết thêm về cái chương trình gần tới đến nay, đó là đại nhạc hội hương ca học trò 18. Welcome V to the show and welcome Father Kiệt. Vâng, con là linh mục Tạ Anh Kiệt, cùng với cha Cao Tuyền Biêu, đồng trưởng úy cho hội sinh viên Công giáo. Xin gửi lời chào đến chị Julie cùng với lại khán thính giả của đài Little Saigon TV. Dạ vâng, xin chào cô Diệp. Con tên là Tường Vi, là thành viên trong ban chấp hành của hội sinh viên Công giáo. Xin kính chào, gửi lời chào tới cô Julie Diệp và quý khán thính giả của đài truyền hình Little Saigon TV. Well, cảm ơn Vi đã lên đài chương trình hôm nay. Cha Kiệt nói đó là đây là lần đầu Vi có mặt lên đài Little Saigon TV, phải không? Dạ vâng ạ. Yeah, well, welcome. Vi, trước khi mình nói chuyện về cái chương trình đây, Julie muốn hỏi chi tiết thêm về cái công việc của Vi với cái hội sinh viên Công giáo. Chương trình đó là gì? Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của cô Julie. Con là một trong ban chấp hành của hội sinh viên Công giáo. Thì hội sinh viên Công giáo được thành lập vào năm 1998 trong khuôn viên của trường đại học Cal State Fullerton. Thì hội hoạt động đến nay đã được gần 23 năm và dưới sự hướng dẫn của hai cha linh mục, đó là cha Cao Tuyền Biêu và cha Tạ Anh Kiệt. Hội của chúng con hoạt động dựa trên 3 mục tiêu chính, đó là thứ nhất giúp đỡ nhau trong đời sống học tập, thứ hai cùng nhau sống đời sống đức tin của một người Kitô hữu, thứ ba là hỗ trợ nhau trong các công tác hiệp thiện nguyện ạ. Wow, rất là hay ha. Dạ vâng. Cái chương trình đây với hội sinh viên đây làm rất công việc có rất ý nghĩa. Dạ cha vâng. Cái công việc của cha là gì? Dạ vâng, trong cái hội sinh viên Công giáo thì các em có đi theo 3 tiêu chí với lại những cái sinh hoạt chương trình khác nhau. Các em có những chương trình hàng tháng như là cho những người vô gia cư ăn, rồi các em có những cái chương trình đặc biệt dựa trên 3 cái mục tiêu, chẳng hạn như mấy em cần có những cái chương trình tĩnh tâm, thánh lễ, rồi học hành chia sẻ với nhau, rồi có những cái chương trình sinh hoạt vui chơi picnic, hay là những cái chương trình mà gây quỹ để mà làm cái công tác từ thiện như là chương trình sắp tới đây. Yeah. Thì các cha là những cha tuyên úy, là những người đi trước để mà chia sẻ các em những cái kinh nghiệm của mình, đồng thời dạy cho các em biết được những cái ý nghĩa và luôn luôn hướng tới cái mục tiêu chính của mình trong cái hội. Dạ, cảm ơn cha rất nhiều. Vi, Julie nghe đó là Vi làm trong hội sinh viên đây á, cũng 3 năm phải không? Trong 3 năm Vi có kinh nghiệm gì trong hội đây? Em hoạt động chính thức với hội tới đây là ban chấp em hoạt động chính thức trong ban chấp hành của hội sinh viên Công giáo đến nay gần được 1 năm, nhưng mà em cũng có theo dõi cũng như là giúp đỡ trong hội về các công tác thiện nguyện hàng tháng. Thì em cảm thấy rất là cái công việc mà em tham gia rất là ý nghĩa, cũng như là cái công sức của mình để mà giúp đỡ mọi người thì em cảm thấy ý nghĩa và cảm thấy hạnh phúc sau buổi chương trình sinh hoạt. Okay, thank you, Vi. Yeah, well. Thank you so much for joining the show today. Because it's a bilingual program, I want to make sure we speak to the audience so they understand what this is about. The Vietnamese Catholic Student Association is an organization that's a nonprofit organization, and we're so happy that you're here today, Vi, and Father Kit, because today you were able to share with us the history
and what you have done for the community. And what I really love is about the three things that you mentioned, is to help the students that are here and student abroad, and also to give students opportunities to grow and have so many experiences. All the events that you do in the community is so meaningful. But I think it's not just a factor of serving the community, but also to guiding the students to be, you know, active citizens and very giving. So thank you so much for doing that. Julie, cảm ơn Vy với cha đã tới chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội hôm nay. Julie muốn hỏi chi tiết thêm đó là Vy có nói là về cái công việc của Vy trong cái hội hội sinh viên đây, với về cái lịch sử của cái hội, mà trong cái tương lai á, mình có cái gì mình có plan thêm nữa không? Dạ vâng, trong tương lai thì cái chương trình gần nhất trong tương lai của chúng con đó là chương trình Đại Nhạc Hội Hương Ca Học Trò lần thứ 18. Và năm nay với chủ đề là Lăng Kính Diệu Kỳ, thì chúng con muốn nói lên về cái những cái khó khăn và những cái hoàn cảnh mà chúng ta phải đối mặt trong cái đại dịch Covid-19 vừa qua. Thì với cái chủ đề Lăng Kính Diệu Kỳ thì chúng con mong gửi tới quý khán thính giả một cái nhìn mới mẻ hơn, cũng như là cái nhìn khách quan hơn về cái cuộc sống ngày càng đổi mới hiện nay. Cái chương trình Lăng Kính Diệu Kỳ thì cha thấy là cái ý nghĩa gì cho cha? Dạ, Lăng Kính Diệu Kỳ thì Magical Prism. Uh-huh. It's about the way how we just take a look in the different angles in order to find the aspects, and then we just continue to stir off our spirit when we just have the positive mind in every single things. For example, like the COVID-19, some people always challenge themselves with many negative thoughts. And they always struggle with their own fear and anxiety. Mm-hmm. But then when we just invite them to go into our concert, we would like to help them to see that throughout the COVID, throughout many things happen around us, throughout many barriers in our life, we may grow up, we may realize that we need a lot of support, we need the unity, we need love, we need care. And then when we just support together, we just see that regardless what happened in our life, everything happened for a reason. And if we have God, we have those people who love us and walk with us, everything gonna be fine. Well, thank you, Jeff, for speaking in English. Là cái chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội á, là Julie hy vọng á, là làm cái bilingual program. Yeah, cái chương trình cho mình giúp cho mấy trẻ em mà có thể không có nói tiếng Việt Nam giỏi lắm, yeah, mà cũng vẫn muốn giữ cái về cái văn hóa của người Việt. Yeah, and so cái chương trình này Julie thấy là rất là đặc biệt, là mình có mấy giúp trẻ em và bất cứ về cái ngôn ngữ họ nói. Yeah, so even the faith, mà mấy em mà phải, do they have to be Catholic to be part of this group? Dạ vâng, em là một tiêu biểu của trong ban chấp hành của hội. Em hiện không có là đạo Công giáo, nhưng mà cái mục đích chính của khi em tham gia hội đó là mong muốn chia sẻ, giúp đời, giúp người. Nên là chúng em không cần nhất thiết phải là của hội sinh viên của Công giáo mới là tham gia được hội sinh viên Công giáo ạ. Okay, thank you. And when they come in our group, we don't have any requirements or expectation. We don't have any registrations or any application. They come because they would like to join some charity work. Mm-hmm. They want to come in order to support each other in education, help each other in taking classes, yeah, finding subject, how to transfer from one class, one school to the other. And then they want to support each other in their own faith and their own spirit. Okay. Yes. Well, thank you, Jeff, for that information. Vì so Jan nói thêm là, you know, cái chương trình đây, cái hội sinh viên Công giáo á, không phải là giúp về là tổ chức mấy chương trình đây không, yeah, mà có thể giúp học sinh qua là rất có nhiều cái support. Có ai giúp Vy trong cái chương trình đây không? Dạ có, các anh chị em trong hội cũng giúp con rất nhiều trong cái việc lấy lớp, cũng như là các việc giáo viên, cũng như là các việc lấy lớp, chuyển trường, và đặc biệt hơn là các học bổng của trường mà anh chị có thể gửi đến cho con. Dạ vâng. Yeah, chưa tôi thấy là chừng nào mình có cái hội sinh viên này đó thì mình có giống như nhiều bạn với nhiều cái hỗ trợ hơn chứ không phải là làm cái charity work không, but it also helps the student. So Julie hy vọng á là mấy học sinh ở Santa Ana College giống như vì ở OCC hay rất trường khác cũng có cái hội sinh viên Công giáo phải không?
Dạ đúng rồi ạ. Hội sinh viên công giáo hiện có chi nhánh tại các trường đó là Santa Ana College, Orange Coast College, Golden West College và tại Cal State Fullerton đúng không? Dạ Cal State Fullerton thì chưa ạ. Oh, chưa. Dạ okay. Vâng, nhưng mà các quỹ học bổng của chúng con thì cũng có ở Cal State Fullerton. Ok, dạ, vâng. Ok. Well, cảm ơn cha về Vi đã lên chương trình hôm nay. Julie muốn hy vọng là sau phòng quảng cáo, Julie vẫn tiếp tục nói chuyện với cha về Vi về chương trình. Đó là gần tới đây, đó là Hương Ca học trò 18. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa, Gia đình và Xã hội. Đảo Okinawa này có nhiều tảo nâu Mosuku với chất lượng tốt nhất thế. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today, we have an opportunity to talk to V from the Vietnamese Catholic Student Association and Father Kit, also a chaplain at the organization. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa, Gia đình và Xã hội. Hôm nay Julie có mặt với Tường Vi và Cha Kiệt ở chương trình ở đài Little Saigon TV. Hy vọng có nhiều thời gian hỏi chi tiết thêm về cái hội sinh viên công giáo hôm nay. Cảm ơn Vi đã tiếp tục nói chuyện với Julie cho phần đầu trước khi vào phần quảng cáo. Mình có thời gian nói chuyện về cái educational program của cái hội đây cho giúp nhiều rất nhiều học sinh, không phải là học sinh và công giáo không, mà học sinh nào mà có cái được nhiều cái quyền lợi để cho nền tổ chức trong vô cái hội ở ban tổ chức đây. Julie muốn nói thêm là cha về cái phần thứ hai đó là the spiritual side of it. So cái hội đây, hội sinh viên công giáo á, làm sao giúp cho Vi, chỉ nào cái người nào có thể mà không có trong cái nhóm công giáo đây, mà Vi tại sao chưa đi vô cái nhóm đây? Dạ vâng, cảm ơn chị. Với cái hội sinh viên công giáo thì có thể các bạn nghĩ là về công giáo không, nhưng mà không, chúng ta đến đây với Vi thì khi mà Vi gia nhập của hội sinh viên công giáo thì các bạn không chỉ các bạn có các buổi cầu nguyện trước và sau các chương trình sinh hoạt, nhưng bên cạnh đó các bạn cũng giúp đỡ nhau và cùng nhau sống đời sống đức tin của người Kitô hữu, cũng như là giúp đỡ nhau về nhân lễ nghĩa trí tín của người Việt Nam. Bên cạnh đó thì các bạn có các chương trình tổ chức lễ Tết và các phong tục Việt Nam và duy trì các phong tục tập quán của Việt Nam ạ. Dạ vâng. Okay. Mình cha thấy là cái đó là đi cái hướng đó là tốt nhất cho mấy học sinh không? Dạ vâng, thì như chị đã thấy rằng là tất cả các em ở trong đây đó là khi mà bước vào đó thì có một số em là mới qua cho nên tiếng Việt rành hơn tiếng Anh. Nhưng mà có một số em là sinh ra ở đây thì tiếng Anh rành hơn tiếng Việt. Dạ vâng. Thế nhưng dù cho như thế nào đi nữa thì cha vẫn cố gắng khuyến khích các em là nói tiếng Anh Việt. Thì đó là cái dạy cho các em yêu về quê hương, yêu cái tiếng Việt Nam của mình. Dạ, vâng. Trong cái chương trình của hàng năm, cái lễ Tết á, thì cha khuyến khích là tất cả các em đều mang áo dài hết. Là có những cái chương trình cổ truyền của Việt Nam, có những cái sinh hoạt cổ truyền của người Việt Nam. Và thông qua tất cả mọi chương trình đó là các em sẽ học thêm về cái tình, cái nghĩa, cái ân, cái đức mà của người con người ta, con người chúng ta cần phải có. Dạ, vâng. Không có chỉ có học về những cái tính lý, cái đạo lý, nhưng mà còn học về cái tình người và cái cách để mà mình sống làm sao để hòa thuận trong gia đình, trong xã hội và trong giữa bạn bè với nhau. Dạ, wow, rất là đẹp. Thế rất là tốt để cho mấy học sinh. Với mà Julie thấy là cái phần thứ ba đó là có là rất làm nhiều việc cho cộng đồng nữa. Dạ, vâng. Thì cho anh nói thêm về cái what's the third part? The third part is regarding to charity. Mm. So as I just mentioned, every single month they have the feeding for the homeless. But as you just know that during COVID, they do not allow us to feed the homeless anymore. So luckily we connect with the different shelters. Oh. And they allow us to prepare the food for them. So we gather together and we just make the food. They are the one who plan the menu. And then they set it up, like they structure everything, and they have the they have to cook and pack about 250 boxes for people. So every single month you're gonna see like they have a different kind of menu. Sometimes they allow people to eat hot dog, spaghetti, rice and chicken, so on and so forth.
So they have a very, very creative mind, and I allow them to take that one, put into the charity. Beyond the monthly feeding for the homeless, they also have the different kinds of charity work. Like during COVID, they have the program to spread out the mask and making the fetch the face shoes. So they used to spread out about 5,000 masks for different hospital and nursing home, and then they make face shields for those different people in the front line. Wow. And then we have every single year the feeding the Thanksgiving feast for the homeless. We invite the homeless come up by bus, come into our place. We have the big entertainment program for them. They go and eat like different courses, including turkey. And then we just have some special gift for them. Every each of them gonna go back with a big pack, with sleeping bag, wow. With Eastern noodles on and so forth, whatever uh-huh. the they have. We also have like the different kinds of the charity, especially the program that we are about to talk about right now is the concert, the mm-hmm. annual concert. That they gonna do like a lot of scholarship for the poor student in Vietnam. Wow, Thầy, you and the students are amazing. That's just so much that you guys are doing. Vi cha chia sẻ chi tiết thêm là tiếng Anh và Vi nói thêm về cái chương trình của như là hội sinh viên á là cái charity piece là Vi với mấy học sinh nó tổ chức làm sao? À dạ vâng, cảm ơn chị. À thì chương trình từ thiện của chúng con được tổ chức hàng tháng, đó là các chương trình làm thức ăn cho các người vô gia cư cũng như là phát thức ăn hàng tháng cho những người kém may mắn. Bên cạnh đó thì chúng con có chương trình đại tiệc lễ tạ ơn dành cho những người vô gia cư, và sắp tới đây là chúng con sẽ có tổ chức chương trình hàng năm của hội, đó là chương trình Đại Nhạc Hội Hương Ca Học Trò lần thứ 18. Thì cái mục đích của chương trình Đại Nhạc Hội lần này đó là chúng con tạo sân chơi cho các bạn trẻ, các sinh viên trong các trường đại học tại quận Cam, cũng như là giúp gây quỹ cho các học sinh sinh viên nghèo ở Việt Nam mà không có điều kiện để mà hoàn tất việc học hành. Và cái tài chính sau cái buổi đại nhạc hội chúng con sẽ gửi tới các tổ chức mà hội đã liên lạc trực tiếp để mà tổ chức đó có thể trao học bổng tận tay cho các bạn sinh viên nghèo ở Việt Nam. Wow, you guys are so amazing. Wow, V, good job. Yeah, you know, and what does it mean to be part of this board member? So V là trong một người trong ban tổ chức đây có mười mấy học sinh phải không? Dạ vâng ạ. Yeah. So cái đó là có nhiều ý nghĩa cho V không, trong năm đây là năm đầu là đi làm cái này việc này không? Dạ đúng rồi. Dạ năm nay chính là năm đầu tiên em tham gia chính thức vào ban chấp hành của hội sinh viên công giáo. Thì cái năng lượng mà mọi người mang tới cho em rất là tích cực, cũng như là khi mà em tham gia vào hội sinh viên công giáo với vai trò là một thành viên chính thức, là người đứng ra tổ chức các chương trình và các buổi vui chơi cũng như là các chương trình từ thiện, thì em cảm thấy rất là ý nghĩa, cũng như là có một cái phần trách nhiệm và cái lòng biết ơn của mình ở trong đó. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn Vi rất nhiều về cái thời gian Vi để dành cho cộng đồng của mình, với làm rất nhiều cho giúp cho học sinh ở đường Sana College or OCC rồi vân vân trong mấy chương trình trong quận Cam. Cha Julie muốn hỏi thêm về cái chương trình gần tới đây á, thì tại sao mình phải làm cái tổ chức đây mỗi năm cha? Dạ vâng, cái thứ nhất là ngày xưa khi mà hội bắt đầu thành lập từ năm 1998 thì cho đến năm 2001 thì hội bắt đầu phát triển rất là lớn. Thì cái hội sinh viên công giáo này là cái hội mà từ các em quyết định là các em sẽ làm cái gì và không làm cái gì. Thì khi mà cha ra cho nó là trách nhiệm của các cha, là chỉ có nói là cái này các em có thể làm được và không nên làm hay như thế nào đó thôi, mình chỉ có guide các em, còn có cái quyết định là của các em. Em chúc thôi. Dạ vâng, thì các em lúc đó là phát triển lớn và có một số em có rất là nhiều cái kỹ nghệ, cái tài năng, cái skill, cái talents để mà làm về những cái về cái một cái văn nghệ. Cho nên các em muốn là có một cái chương trình văn nghệ để các em làm trong cái 3 tháng hè, để cho tất cả các bạn có thể vui chơi, có thể sinh hoạt trong 3 cái tháng hè đó để mà làm một cái chương trình ý nghĩa gì đó. Thì mới ngồi họp lại với nhau và quyết định là tổ chức một cái chương trình văn nghệ và mỗi em làm một chút xíu, một cái phần gì đó. Rồi sau đó rồi á, là khi mà làm xong thì lại có một số tiền nhỏ
Thì khi mình chúng ta có tiền nhỏ đó thì các em lại nói là các em là sinh viên thì các em muốn ủng hộ lại cho sinh viên ở bên Việt Nam, những cái sinh viên mà đang gặp khó khăn, thì cho nên cái chương trình nó trở thành một cái chương trình mà gây quỹ cho học bổng cho sinh viên bên Việt Nam, và chương trình này nó càng ngày nó càng được phát triển lớn hơn để giúp cho các em có những cái kỹ năng kỹ xảo về cái ước mong, có hoài vọng, có những cái tài ở trong văn nghệ, ở trên sân khấu, các em được mời gọi đi làm ở bất cứ các thành phần nào. Cho nên cái chương trình concert này đó là có nhiều em ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau sẽ được đẩy lên để mà có lần đầu tiên được lên sân khấu và được phát triển cái tài của mình. Chị nào ai muốn hội trợ hơn giúp đây thì có số điện thoại liên lạc không cha? Dạ vâng, có cái số điện thoại của các em là 714-902-5070 hoặc 714-585-8230, 714-902-5070, 714-585-8230. Cảm ơn cha và cảm ơn Vi đã tiếp tục trên đài chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Julie cảm ơn quý vị khán giả. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm về một đứa bạn mới nữa, đó là Duy An. Ok, cảm ơn quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Julie Yip kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Hôm nay Julie có mặt ở tại Little Saigon TV với cha Kiệt, với có một cái khách mới đây, đó là Duy An. Duy An, welcome to the show. Dạ, chào chị Julie Điệp cũng như là chào quý khán giả hiện đang xem chương trình Little Saigon TV. Dạ, em xin giới thiệu em là Duy An, hiện đang là trainee của Hội Sinh viên Công giáo ạ. Welcome. Cha, you know, cha có thấy có còn mình cần hỏi gì thêm cho An không? Chị mới vừa nghe cái chữ trainee đó. Trainee là ứng viên của ban chấp hành Hội Sinh viên Công giáo. Có nghĩa là đây bây giờ đang ở trong cái ban chấp hành của Hội Sinh viên Công giáo nhưng mà chưa là ban chấp hành chính thức kìa. Thì chị có thể chị hỏi sơ về cái chữ ứng viên đó ra làm sao? Dạ, yeah, trong năm nay trong mấy tháng nay là Duyên làm sao? Dạ, thì hiện tại em là ứng viên của ban chấp hành Hội Sinh viên Công giáo được 5 tháng rồi. Ồ, 5 tháng dạ, rồi. Dạ, 5 tháng rồi. Dạ, thì ứng viên thì công việc của ứng viên cũng gần giống như là ban chấp hành của Hội Sinh viên Công giáo. Nhưng mà mình vẫn phải cố gắng làm hoàn tất toàn bộ những trách nhiệm mình được giao. Nhưng mà ứng viên sẽ có một cái là sẽ được những người khác hướng dẫn tận tình hơn. Dạ, những anh chị đi trước hướng dẫn rất là tận tình để giúp em có thể phát triển nhiều hơn trong cuộc sống. Giống như là trong các chương trình cũng sẽ được các anh chị hướng dẫn làm sao để hoàn thành tốt những cái đó, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm. Let me explain a little bit in English. Oh, sure. As everyone can enter and become the member of VCSA, and then after they join certain events, we just see some those very active. Mm-hmm. Those people just not only work because they have to, but they come out with their passion. So we just coming back and we just say like we would like to ask them to be the trainee. So you handpick them. That's right. So he was a hard worker. The whole yes, he is one of them. Okay. But it's not me. The board, the VCSA board members will select certain people that they think is qualifying. Oh. So they go and ask them if they would like to be the trainee. So the trainee can come in. The board members enter to all the meetings, enter to all the programs, and shadow the trainee, mm-hmm. the board members, uh-huh. So that they can observe, they can see everything, and then throughout the about 3 or 5 months. If they're ready, they just say like I'm gonna be ready. Then they will take a vows ceremony. At that time, they gonna promise that they will complete all the duties that they have been received at the board members. They gonna represent for the VCSA group, and they gonna work together with the other board member and the chaplains. So they finally to become the board members. So the trainee and the board members in the meeting almost have the same roles. They can discuss, they can give their opinions,
But the trainee cannot vote if we have some special things, something okay. that we need to vote in wow. order to make the final decision. So it sounds like he's an amazing guy already. Yes, he is. And if you just, you know, just asking him about all the roles that he just have done, it's gonna be a lot of things. So. Yeah, Duyên bây giờ là trong phần cái training á, yeah. thì Duyên trong cái chương trình đây là Duyên làm cái việc gì nữa? Dạ, trong chương trình Hương Cao Học Trò 18 á, thì hiện tại em được làm về phần music, là music coordinator. Dạ. Và em cũng làm về coordinator của một bài, nghĩa là em sẽ giúp cho các bạn liên kết giữa người biên đạo với người dancers, cũng như là em liên kết với lại những bạn làm về phần chuẩn bị với làm sao cho cái bài nó đẹp nhất, tuyệt nhất. Yeah. Wow, that sounds yeah. like a very important job. So just let you know that in March, uh-huh. we will have the auditions. We allow all the people, the college students, can apply into our program uh-huh. and try out their as a singers. So after we select their voices, we will ask them to go and work and with the other group, the others in one performance. Uh-huh. So each performance, we don't have a singers, but we have a group of singers that they have to work together. We also have the dancers that work around as well. Mm-hmm. So it's not only about one person, one superstar, but we have like a group working together. Okay. And the music coordinator is supposed to work with two or three or four voices and combine together in one song. So that's his job. So he's kind of like a conductor almost. like that, you know, yes. So. Okay. So trong cái chương trình đây gần đến á thì Duyên có cần nói gì thêm nữa không? Có cần nói về khán giả đó cho tới tham dự không? Dạ, về chương trình sắp tới thì đây là một chương trình rất là lớn của hội, thì đây là một chương trình được tổ chức để gây quỹ cho các bạn sinh viên nghèo ở Việt Nam thì chúng em tổ chức những cái chương trình mặc dù trong mùa Covid gặp rất nhiều khó khăn trong việc bán vé cũng như là trong việc tổ chức, nhưng mà chúng em vẫn cố gắng giữ vững cái truyền thống của em và cũng như là để tăng ngọn lửa nhiệt huyết của các bạn thành viên thì chúng em vẫn tổ chức cái chương trình này. Thì em và các bạn rất là cố gắng nỗ lực trong những tháng qua để tập luyện, thì tụi em đã dành trong khoảng 5 tháng vừa rồi là bên phần em là về phần music thì tụi em sẽ phải tập trước với các bạn để cho các bạn có thể thu âm và để cho các bạn dancers, những bạn nhảy có thể tập trên những cái bài thu âm đó. Thì và hiện tại là bên tụi em đang, các bạn dancers đang rất là nỗ lực để có thể có những cái điệu nhảy đẹp để có trình diễn cho quý khán thính giả trong buổi Hương Cao Học Trò sắp tới. You know, quý vị khán giả của Little Saigon TV muốn ủng hộ cái chương trình đây hoặc muốn mua vé, có cái số liên lạc không? Dạ, thì hiện tại tụi em bán vé ở trung tâm công giáo, thì tụi em thường có mặt ở trung tâm công giáo vào lúc 6 giờ đến 9 giờ tối. Nếu quý vị nào muốn tới để mua vé thì quý vị có thể tới trung tâm công giáo để mua vé, hoặc quý vị có thể liên lạc với số là 714-902-5070 hoặc 714-585-8230 để mua vé. Okay. Yeah. So cha ơi, Duyên nói đó là cũng tới chỗ trung tâm công giáo cũng có mua vé được hả cha? Dạ vâng. The Vietnamese Cactus Center right now is a place that they gather together in order to prepare for the whole program. We are so blessed when the Vietnamese Cactus Center director allow Father Hung Pham allows all of them gather together during the day, sometimes very late at night, to prepare other things. Wow. So when you just come in there, you will see like different groups in different days practicing and do many things. Yuan just sharing that we have two main groups. It's called on stage and off stage. Mm-hmm. So on stage we have the different departments, including singers, dancers, MC, and actors.
And offstage, we have decoration, we have light and sound, we have photographer, we have makeup, we have dress up and inventory, different kind of groups. So if anyone just would like to be on stage or off stage, a different kind of positions, we have all of them. So we welcome all the young adults who would like to join with us in this wonderful event, meaningful events, mm-hmm. so that they can make that summer beautiful. You know, Jia, when you speak, you get me so excited. It sounds like such an amazing event because, you know, it sounds like an opportunity for students to come together to share in their, you know, their joy in the community, their charity, but also bring their skills together. You know, so there's always this great opportunities for students to grow. Yeah. And I think that's such a beautiful thing. I know when we say students, it sounds like it, you know, it's a secondary production, but this is a professional production, yeah. Huh? So cái phần đây là không phải là học sinh giúp thôi, mà cái hội sinh viên công giáo đây là very professional. Có rất nhiều em, có nhiều tài, để có nhiều khả năng để cho làm cái production đây. So what type of people are performing and what level are they at? Yeah, về những cái thành viên thì tụi em là những thành viên hội sinh viên thì không có phân biệt về tuổi tác cũng như là không phân biệt về giới tính cũng như là không phân biệt về tôn giáo. Thì các bạn tới thì có buổi audition để giống như là tuyển cũng như là hội nhìn thấy những cái bạn có khả năng để làm, thì thường là các bạn rất là nghiệp dư, và nhưng mà hội miễn các bạn có đam mê thì hội sẽ cố gắng cho các cũng như là training cho các bạn để các bạn có thể diễn được những cái bài rất là đẹp. Okay. Yeah. Cảm ơn cha và cảm ơn Duyên. Julie Diệp kính chào quý vị khán giả. Hy vọng sau vòng quảng cáo chúng tôi sẽ nói thêm về chương trình gần sắp tới đây. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today, we have a great opportunity to talk to Father Kit and also Duyang to talk about the event that's coming up from the Vietnamese Catholic Students Association. Julie, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay Julie có mặt với cha Kiệt với Duyang để nói về cái chương trình gần sắp đến đây, đó là đại nhạc học Hương Ca học trò 18. Đây đó là cái chương trình gần tới là sẽ ở Sài Gòn Performing Arts Center. So cái website là www.vcsa.online. Và cái số điện thoại liên lạc để cho mua vé đó là 714-902-5070. Một lần nữa, 714-902-5070. Duyang, cảm ơn Duyang đã nói lên đài Little Saigon TV với Julie. Với cảm ơn cha Kiệt đã nói về chi tiết thêm về cái chương trình đây. Julie muốn hỏi là tại cái chương trình đây là chương trình là 18. Đây là cái đặc biệt gì cái năm đây? Dạ, cảm ơn chị Julie. Thì chương trình Hương Ca học trò 18 có mang tên là Lăng Kính Diệu Kỳ. Thì chương trình này giống như là sau một mùa Covid có rất là nhiều thay đổi trong năm qua, cũng như là về việc bầu cử cũng như là những cái tác động của xã hội đã tác động lên con người. Thì cái chương trình năm nay việc trở lại để có thể giúp mọi người on stage cũng là một sự diệu kỳ rồi. Cũng như là các bạn lúc trở lại để có thể hòa nhập lại với mọi người, để có thể tập dượt, thì các bạn cũng bỏ rất là nhiều thời gian cũng như là công sức, cũng như là phải xin bậc cha mẹ để có thể tập cùng với các bạn khác. Thì đó cũng là một điều rất là kỳ diệu đối với mấy bạn. Thì chương trình với cái tên Lăng Kính Diệu Kỳ nó cũng phản ánh lại cái điều đó, là nó giúp cho mỗi người có một cái nhìn khác về đời sống, về một cái nhìn tốt đẹp hơn, khách quan hơn về cuộc sống của mình.
Okay. Cha thấy là cái chương trình đây là đặc biệt gì cho cha là cái chương trình 18? Dạ, trước hết là cái tên, nội cái tên không, cái lăng ký Diệu Kỳ đã giúp cho nhiều người thắc mắc là tại sao là cái tên như vậy, nó có cái nghĩa như thế nào. Chỉ biết là cái lăng kính đó là khi mà mình chiếu một cái ánh sáng trắng nó vào đó thì nó sẽ phản quang nó lại ra thành những cái màu sắc khác nhau, nó sẽ phân chia cái màu sắc của nó. Đó là cái ý nghĩa mà các em muốn truyền tải, có nghĩa rằng là thông qua cái chương trình này, dù cho một cái hình, đôi khi một cái suy nghĩ của chúng ta nhìn vào một cái vấn đề nào đó thì đôi khi nó chỉ có bình dị bình thường, hay là nó đôi khi nó hơi bi quan một chút xíu, nhưng mà nếu như chúng ta biết phân tích nó và chúng ta đi sâu vào và chúng ta nhìn với một cái nhìn tích cực hơn thì tất cả mọi cái nó đều phản quang một cách màu sắc tươi đẹp hơn. Nó giống như là trong cái chương trình này các em sẽ có một cái tiết mục, một cái bài hát về mẹ. Và một cái bài hát này để mà nói rằng là có đôi khi mình cứ nghĩ rằng là mẹ mình là như thế đó, có đôi khi mình yêu thương mẹ là như thế đó, nhưng mà có những điểm mà phía sau sân khấu, phía sau cái hình ảnh của mẹ, mẹ có những cái điều mà mẹ còn mình cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Thông qua một bài múa về cái trận lũ lụt ở bên miền Trung thì chúng ta lại học thêm được rằng là quê hương chúng ta rất là đau khổ, nhưng mà bù lại đó, người Việt Nam của chúng ta lại đoàn kết thương yêu, trong cái đau khổ đó lại chia sẻ, nâng đỡ và đùm bọc lẫn nhau để mà vượt qua những cái khó khăn. Có những những cái hình ảnh mà của về cái trường lớp. Đôi khi trong cái mùa Covid này các em không có gặp lại nhau, nhưng mà những cái ký ức, những cái kỷ niệm khi mà các em còn chung với nhau về trường lớp, về thầy cô, tất cả nếu như chúng ta gom lại trong một cái nhìn tích cực hơn, và nếu như chúng ta nhắc nhở với nhau là đời vẫn còn đẹp lắm, mỗi sớm mai khi chúng ta thức dậy chúng ta có thêm được một ngày nữa yêu thương, thì nếu như vậy thì chúng ta sẽ có cái tinh thần lạc quan hơn và chúng ta có thể vượt qua hết tất cả mọi cái một cách dễ dàng hơn. Yeah, that's such an important message. Dạ vâng. Yeah, năm bây giờ Duy An nói đó là cái chương trình đây á là về cái rất là quan trọng cho học sinh. Duy An thấy cái mấy học sinh đây có nhiều cái khó khăn để cho trở lại về tập trong cái mùa Covid không? Dạ, điều đó là có. Thì có nhiều bạn thì gặp khó khăn về gia đình, cũng như là có nhiều bạn gặp khó khăn về việc do các bạn chưa có đủ tuổi để có thể lái xe thì cũng gặp khó khăn về việc di chuyển. Thì bên hội em luôn luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để các bạn có thể đáp ứng được cái điều kiện của các bạn. Ví dụ như là nếu các bạn không có xe thì bên em sẽ giúp đỡ cho các bạn việc di chuyển đến chỗ tập một cách đúng giờ. Hoặc là về việc trở lại tập thì do mùa Covid cho nên có nhiều nơi nó hạn chế về chỗ tập. Cho nên tụi em cũng cố gắng, rất là cố gắng nỗ lực trong việc tìm được cái chỗ tập cố định cho các bạn. Về cái chương trình đây á, là mình làm là Saigon Performing Arts phải không? Đúng rồi. Về cái chương trình cái trung tâm đây có giúp mình gì không? Ha, mình đã thấy nó tốt gì cho mấy bạn tới chỗ perform với trung tâm đó không? Dạ, cái Saigon Performing Arts thứ nhất là nó nằm ngay trung tâm của người Việt Nam ngay tại Bosa này, cho nên khi mà mời gọi quý ông bà và chị em mà mua vé đó thì tất cả mọi người ai cũng có thể biết được cái chỗ này như thế nào và nó không có quá xa. Cái thứ hai nữa là cái số lượng ghế để mà ngồi nó cũng tương đối là nó tạm ổn để cho các em trong cái tổ chức và chuẩn bị cho một cái chương trình như vậy. Và một cái nữa đó là cái Saigon Performing Arts, cái không gian và cái sân khấu nó vô cùng ấm cúng và nó rất là vừa đủ để cho một cái chương trình văn nghệ nó được gọi là đại nhạc hội, nhưng mà nó không đến nỗi mà hoành tráng dữ lắm để mà mình phải tốn hao rất là nhiều, bởi vì cái chương trình là cái chương trình gây quỹ để mà chúng ta cho cái học bổng cho sinh viên Công giáo Việt Nam ở bên Việt Nam. Như An thấy tại sao mình gây quỹ năm nay có quan trọng không? Dạ có, tại vì việc gây quỹ này nó giúp cho các bạn không có điều kiện để hoàn tất việc học có thể hoàn tất việc học, cũng như là giúp cho xây dựng đất nước tốt hơn. Nên chị nào quý vị khán giả của Little Saigon TV muốn ủng hộ chương trình đây hay muốn mua vé, Như An cần nhắc nhở họ về gì? Quý vị khán giả muốn ủng hộ cũng như là muốn mua vé cho chương trình Hương Ca Học Trò của chúng em thì các quý vị có thể liên lạc với số 714-902-5070 hoặc 714-585-8230 hoặc
quý vị có thể truy cập vào trang web vcsa.online để có thể tìm hiểu thêm về chương trình. Julie hy vọng chương trình đây là rất là thành công. Tại Julie nghe là mấy học sinh bỏ rất nhiều sức về cái yêu thương trong cái công việc về charity để cho giúp cho cộng đồng Việt Nam. Cha có lời nói gì về cha khán giả không? Dạ vâng, có ba cái lời nói để mà cha muốn chia sẻ. Thứ nhất là cha muốn ngỏ lời tri ân đến tất cả quý ân nhân, thân nhân, quý vị phụ huynh đã cho con em mình tham dự vào trong chương trình này. Quý vị đã đồng hành với là các em trong những cái thời gian qua và quý vị luôn luôn ủng hộ, nhất là ủng hộ tài chính để giúp cho các em làm những cái việc ý nghĩa giúp đời giúp người. Cái thứ hai nữa là cha muốn xin nhắn gửi đến tất cả quý vị phụ huynh nào vẫn còn con cái ở nhà mà chưa biết đến chương trình này. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho các em trong hội sinh viên công giáo. Mời gọi con em mình bước vào trong cái những cái chương trình sinh hoạt để các em không có bỏ, không vượt qua hết tất cả những cái nỗi sợ hãi, lo lắng, buồn phiền ở trong cái mùa Covid, để các em có thể tiếp tục hướng ra ngoài đời với một cặp mắt tích cực và có một đời sống lạc quan hơn. Và cuối cùng, cha xin mời gọi tất cả các bạn trẻ. I would like to welcome all the young adults who still out there, still have a free time during summer and do not know what to do. Please join with us. Spend your wonderful summer in this meaningful event so that you can make a remarkable memory for this summer. And then, Yuan, do you have any suggestions for the audience or any last word? Có muốn nhớ là gì không? Dạ, con cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chương trình của Hương Ca Học Trò của chúng con. Con cũng gửi lời cảm ơn tới ba mẹ cũng như là những người đã đồng hành với hội của chúng con và giúp đỡ chúng con từng ngày. Well, Julie, cảm ơn cha Kiệt với Yuan về với you know, for everybody that đang tổ chức chương trình hôm nay. Julie chúc cha về mấy học sinh về cái chương trình đây cho rất nhiều cái thành công. Julie cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Julie hy vọng khán giả của Little Saigon TV vẫn tiếp tục giúp đỡ về hỗ trợ cho cái chương trình cho hội sinh công giáo cho học sinh đây. Chương trình đây là rất có ý nghĩa để giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình mà cũng giúp cho mấy trẻ em và bạn em học ở Hoàng Cam và ở Việt Nam luôn. Nếu quý vị muốn ủng hộ, cái số điện thoại liên lạc và cho mua vé đó là 714-902-5770. Một lần nữa là 714-902-5770. Chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả đã tiếp tục giúp đỡ về theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Julie chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn.